Công an tỉnh Quảng Trị vừa thu giữ lô vũ khí bị cấm lưu hành. Qua kiểm tra cửa hàng bách hóa của ông Nguyễn Trường Khánh, thôn Phú Hậu, xã Cam An, huyện Cam Lộ, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm mặt hàng súng bắn điện, bình xịt hơi cay, roi điện, dao kiếm và thuốc kích dục. Tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ. Chủ cơ sở khai nhận hàng có xuất xứ nước ngoài, mua để bán lại cho các tài xế xe đường dài. Trước đó, chủ lô hàng này cùng một đối tượng khác đã bị bắt giữ do vận chuyển 30 cân pháo nổ.